Để có được cái thước phim này á, thì Bùi Hồ cùng với các anh em phải di chuyển từ thủ đô Viêng Chăn ở miền trung của nước Lào cho đến là tỉnh Luông Pha Băng, một cái tỉnh phía bắc của nước Lào. Đây là một cái thùng, đây là một cái sọt mà các vị sư sẽ bỏ một ít vào đây, không biết là Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì bây giờ là 4:30 sáng. Bùi Hồ đang có mặt tại một tỉnh miền Bắc của nước Lào, đó là tỉnh Luông Pha Băng. Và nơi đây người ta được cho là một cái nơi diễn ra một cái lễ khắc thực nhiều nhất ở Lào. Và hình ảnh mà kế bên Bùi Hồ đây là hình ảnh những chiếc ghế được các Phật tử chuẩn bị sẵn để chờ các sư khắc thực để dùng bữa cơm trưa vào lúc 11 giờ. Và hình ảnh nó diễn ra nhiều nhất ngay tại một cái chùa khá là cổ của Lào, có từ thế kỷ thứ 16. Đó là chùa Wat Sing Thong, một cái ngôi chùa được xây bởi một cái vị vua của Lào. Và để hiểu thêm về điều đó thì bây giờ Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và em nhân chứng sẽ đi tìm hiểu về ngôi chùa đó ha. Và sẽ đi tìm hiểu về khắc lực ở đây luôn. Và đồng hành với Bùi Hồ và các anh em hôm nay là một cái anh tài xế xe túc túc người Lào. Anh rất là uy tín luôn cô bác quý anh chị. Có một điều mình khá là thích ở anh và cũng như là ở anh nói riêng và người Lào nói chung, đó là cực kỳ đúng giờ và cực kỳ thân thiện luôn. Và để đón được cái khoảnh khắc mà các Phật tử cúng dường cũng như là tịnh tài ẩm thực cho các vị sư và xem một cái nếp sống người dân ngay tại nơi này, thì bây giờ Bùi Hồ đang ngồi trên chiếc xe của anh để mà di chuyển đến đó. Từ chỗ Bùi Hồ và các anh em ở trong cái khách sạn đó cho đến chùa Wat Sing Thong thì tầm khoảng 2 km thôi, cũng khá là nhanh. Và cái việc khắc thực của các sư diễn ra từ 5:30 sáng cho đến trước 7 giờ thì các sư phải về chùa, nên là nữ là sáng hôm nay với một cái thời gian thức rất là sớm như thế này để quay cho cô bác quý anh chị xem về cái nén văn hóa rất là hay trong Phật giáo tại ngay tại đất nước Lào ha. Và hiện tại thì Bùi Hồ cùng với các anh em đang có mặt tại một cái tuyến đường mà rất là nhiều các vị sư sẽ đi qua cái tuyến đường này để mà nhận những cái phần nếp cũng như là các vật phẩm từ các Phật tử cúng dường vào lúc 5:30 sáng. Mặc dù á thì cái cuộc sống ở Lào chỉ diễn ra vào lúc 8:00 sáng thôi, nhưng mà 5:00 sáng thì các Phật tử đã chuẩn bị những cái phần nếp, những cái phần vật phẩm để cúng dường cho các vị sư. Và sau lưng Bùi Hồ thì cô bác quý anh chị có thể thấy được rằng là một cái cuộc sống nhộn nhịp đã bắt đầu ngay tại nơi này. Và để hiểu thêm về điều đó thì chỉ còn hơn 30 phút nữa thì cô bác quý anh chị sẽ thấy khung cảnh ở nơi đây khi bắt đầu mặt trời bắt đầu hiện lên thì sẽ rất là khác luôn. Và thậm chí ở đây thì Bùi Hồ có bắt gặp được rằng một số Phật tử chuẩn bị có thể là cho du khách đến đây nè, để cho cúng, để bán những cái vật phẩm để cúng dường cho các vị sư. Đó cũng là một cái hay, như là một cái quầy ở bên đây. Đây là cái quầy của chị này á. Chị này thì cũng có cúng dường riêng, và đồng thời là những cái hộp cơm nếp như thế này, hộp bánh như thế này để cúng dường cho các vị sư. Không biết là bao nhiêu tiền một phần như vậy. Dạ, how much money? Không biết, sáng sớm hỏi người ta có chửi. Thôi thì để cho chị dọn ngay xong đi, tí xíu nữa quay cho cô bác anh chị thấy ha. Dạ, có một chị này nè, chị đang dọn ra các vật phẩm cũng như là các thức ăn để mà cúng dường cho các vị sư. Và một mình chị chuẩn bị thôi. Có nghĩa là những cái phần này nè, chị sẽ bán lại cho các Phật tử, những người mà có tâm cúng dường cho các vị sư đó, ở vòng vòng người dân ở đây cũng như là khách du lịch đó, thì họ muốn mua thì sẽ ngồi lên ghế ở trên này và đợi cho các vị sư. Thì đó cũng là một cái hay, nó có một cái dịch vụ gì đó cho tất cả mọi người. Mà nếu như mà ở đây á, người ta sống ở đây mà người ta không có một cái thời gian để mà người ta nấu nướng á, thì người ta có thể mua những cái vật phẩm nhỏ nhỏ như thế này để người ta cúng dường cho các vị sư. Ngay tại cái Luông Pha Băng này đó,
Không những là với những cái vẻ đẹp của ngôi chùa Washington, thì ở đây người ta còn về vẻ đẹp với những các hình ảnh các vị sư được các Phật tử cúng dường và các vị sư đi khất thực. Và ở đây người ta làm du lịch một cách rất là văn minh và lịch sự. Có nghĩa là người ta sẽ có những cái giá của các vật phẩm mà các Phật tử muốn mua để cúng dường cho các vị sư. Ví dụ như là ở đây là 2 ký nếp á, thì giá là 40.000 kiếp. 1 ký rưỡi á, thì là 30.000 kiếp. Và 1 ký á, thì là 20.000 kiếp. Và các nếp này sẽ hấp ở trong cái lá chuối thì có là cái 20.000 kiếp. Đây là một cái điều rất là hay. Tránh cái tình trạng là mọi người sẽ bán chênh lệch ở cái khu vực này nè, sẽ bán chênh lệch giá với nhau. Và cái tình trạng thứ hai là cho biết cho các du khách cũng như là các Phật tử biết rằng là cái giá cả nó hợp lý và có thể mua với cái số tiền. Và đây là cái cách mà các Phật tử cúng dường cũng như là bán cho các du khách thập phương từ mọi nơi đến đây, cũng như là những người khách, những người Phật tử ở tại nơi này. Đây là một cái điều mà cũng khá là hay trong cái cách mà khai thác du lịch ở Lào nói chung và ở Luông Pha Băng nói riêng. Anh em thì đi đến đây thì chủ yếu là muốn quay hình những đoạn video, những thước phim về cảnh của các sư ở các chùa khắc thực. Thì theo chia sẻ của các Phật tử ở đây thì có tất cả là 13 ngôi chùa. 13 ngôi chùa như thế này, khoảng gần là 400 vị sư đi khắc thực vào mỗi buổi sáng từ 5 giờ sáng cho đến 5 giờ 30 sáng cho đến là 7 giờ sáng là các sư vẫn quay trở lại chùa. Hiện ngồi kế Bùi Hồ là một cái anh Tây. Anh này có quốc tịch là Đức và anh phải vượt hàng ngàn km để về đây cùng với các Phật tử ở nơi này dự một cái lễ gọi là khất thực cho các sư vào buổi sáng. Anh này có tên là what's your name? Kutsi. Kutsi. Kutsi anh là quốc tịch người Đức, nên cô bác anh chị anh đợi đây từ sáng sớm rồi. Và lúc nãy thì Bùi Hồ cũng như là em Nhân cũng có chụp hình với anh một vài tấm ảnh lưu niệm. Và đoạn đường này khá là dài luôn, rất là nhiều Phật tử ngồi đây từ tất cả các nơi trên thế giới chứ không phải riêng một anh người Đức này. Và để hiểu thêm thì tí xíu nữa khoảng hơn 15 phút thì các sư sẽ bắt đầu ra khất thực và Bùi Hồ sẽ quay những cái cảnh đặc sắc nhất cho cô bác anh chị xem về cái cảnh khất thực của các vị sư nơi đây cũng như là các Phật tử cúng dường như thế nào ha. Là 5 giờ 45 các sư từ trong chùa chuẩn bị đi ra để mà đi khất thực. Và phía trước này thì rất là nhiều du khách cũng như là các Phật tử từ mọi nơi đến đây để mà tham dự một cái ngày khất thực ngay tại tỉnh Luông Pha Băng, một cái tỉnh phía bắc của nước Lào, một cái tỉnh được mệnh danh là cố đô của nước Lào, cũng giống như là phố cổ Hội An của Việt Nam. Và thậm chí ở đây có rất là nhiều Phật tử như là từ Trung Quốc nè, rồi Đức nè, rồi thậm chí là có cả những người Việt kiều từ Mỹ về đây để mà cúng dường cho các vị sư. Dạ. Dạ khỏi ít luôn nữa ha. Còn lâu luôn những cái khăn là những cái trang phục truyền thống của nước Lào và mọi người muốn đến đây để mà cùng nhau dâng những cái vật phẩm, những cái ẩm thực cho các vị sư vào buổi sáng này. Thấy không khí vào 5 giờ sáng thôi nhưng mà cũng khá là nhộn nhịp với những hình ảnh, những Phật tử, những các tại địa phương cũng như là các Phật tử từ khắp nơi trên thế giới đến đây để mà cúng dường cho các vị sư. Và hình ảnh rất là trang nghiêm, trang trọng được diễn ra. Phía trước mặt có một cái nếp xôi với lại một cái khăn và các bà, các cô, các chú, các ông đang ngồi chờ. Rất là dài luôn cô bác anh chị. Đây là một cái hình ảnh khá là hay. Hình ảnh khá là đẹp luôn cô bác anh chị. Thì các Phật tử cúng dường cho các vị sư. Và có một
Mỗi Phật tử như thế thì sẽ đặt vào cái bát một nắm xôi nè, có thể là bánh kẹo hoặc có thể là tiền bạc. Và cái một cái quy tắc khi mà cúng thì các Phật tử phải chắp tay và sau đó thì bỏ cái nắm xôi vô. Và thậm chí là khi cúng thì các Phật tử phải niệm một cái bài gì đó cầu mong sự bình an cho mình, cũng như là không được đụng vào thân thể của các nhà sư. Và cho đó là một cái điều cấm kỵ nhất ở tại đất nước Lào này. Ở đây thì gồm có tất cả là 13 chùa với hơn 200 vị sư. Vì thế thì mỗi một vị sư sẽ chia đi một cái khu vực khác nhau để mà có thể nhận quà cúng, nhận những cái vật phẩm cúng dường từ các Phật tử. Một hình ảnh khác rất là đẹp được hiện ra trước mắt của cô bác quý anh chị. Các Phật tử này phải chờ đợi từ 4 giờ sáng, hơn 4 giờ sáng cho đến 5 giờ rưỡi thì các vị sư mới đi khắc thực. Và các sư phải trở về lại chùa lúc trước 7 giờ sáng. Và các vật phẩm của các sư nhận là những vật phẩm đã được nấu chín nè. Bùi Hồ thông tin với cô bác quý anh chị là các vị sư ở trường phái Nam Tông á, thì các vị sư phải đi khắc thực vào buổi sáng sớm như thế này và chỉ được dùng cơm một bữa trong một ngày, có nghĩa là dùng cơm vào trước giờ ngọ và các sư thì được các Phật tử cúng dường ăn đó, chứ không phân biệt đó là thức ăn chay hay là thức ăn mặn. Chủ yếu là không được thức ăn, không những ăn được, có ba điều cấm kỵ là không biết con vật đó giết cho mình nè, và không hay tiếng la kêu của các đau đớn của các con vật đó. Và khi ăn thì không được nghĩ đến cái con vật đó, và chỉ biết đó đây là những cái vật phẩm được cúng dường và các vị sư ăn để mà nuôi cái thân này để mà tu tập thôi. Một ngày thì các Phật tử chỉ ăn một lần trước giờ ngọ, có nghĩa là trước 12 giờ. Và từ đó đến chiều thì các sư chỉ được dùng cơm một bữa trong một ngày, đó là trước giờ ngọ. Và sau 12 giờ thì các sư không được dùng nữa, chỉ được uống nước. Hoặc là có những vị sư trẻ như thế này thì gọi là tu sa di hay còn gọi là tu báo hiếu, thì các sư sẽ có duyên với Phật Pháp đến
bao lâu thì sơ tu đến đó, có nghĩa là phải bắt buộc phải tu báo hiếu 3 tháng hoặc là 6 tháng đối với cha mẹ của mình, những người mà đã sinh thành. Đây là một cái sọt mà các vị sư sẽ bỏ một ít vào đây, không biết là các vị sư đi khất thực thì cô bác quý anh chị có để ý là các vị sư sẽ đi bằng chân trần hết à, và các phần mà được cúng dường như thế này thì sẽ dùng cho bữa cơm trưa trước giờ ngọ của trước 12 giờ của các sư. Các sư ở đây nhỏ nhỏ gọi là tu sa di hay còn gọi là tu báo hiếu, cô bác quý anh chị. Ở các vị sư theo trường phái Nam Tông á, thì các Phật tử cúng gì ăn đó, không phân biệt thực phẩm đó là chay hay là mặn. Và việc ăn uống á, chủ yếu là để nuôi cái xác để mà tu thôi, nuôi cái phần cơ thể này để mà tu tập thôi. Có nghĩa là bỏ vô đây để mà cô lấy lại. So gifts. Các vị sư tu theo trường phái Nam Tông á, chỉ dùng một bữa trong một ngày thôi, có nghĩa là dùng cơm vào trước giờ ngọ, có nghĩa là khoảng 11 giờ thì sau 12 giờ thì các vị sư không được ăn nữa mà chỉ được uống nước thôi. Các thực phẩm của các sư á, thì không phân biệt đó là thực phẩm chay hay là mặn, và các sư sẽ các Phật tử cúng gì thì các sư sẽ dùng đó. Nước Lào được mệnh danh là một trong những cái nước đất nước mà gọi là nhiều chùa nhất trên thế giới. Khoảng 70% các người dân Lào thì theo tôn giáo là Phật giáo. Đây là các vị sư tu báo hiếu hay còn gọi là tu sa di.
คนหนักhàng trăm vị sư như thế, cô bác quý chị các Phật tử phải ngồi ở đây từ sáng sớm, từ lúc 5 giờ sáng rồi, và để có được những cái thố nếp như vậy đó thì ở đây mọi người dân địa phương ở đây người ta sẽ bán với giá là từ 20 đến 40 ngàn kiếp, có nghĩa là từ khoảng 30 ngàn đến 50 ngàn Việt Nam đồng, để cho các Phật tử từ mọi nơi đến đây để mà có thể cúng dường cho các vị sư. Và đây là cũng là một cái nét đẹp đúng không? Để có được cái thước phim này á, thì Bùi Hồ cùng với các anh em phải di chuyển từ thủ đô Viêng Chăn ở miền trung của nước Lào cho đến là tỉnh Luân Pha Băng, một cái tỉnh phía bắc của nước Lào, với quãng đường là khoảng 400 km đi bằng tàu điện siêu tốc ở Lào. Đi đầu thì là vị sư cả, sư phó, và sau này ở phía sau thì các sư nhỏ hơn, đó là các vị sư tu sa di hay còn gọi là tu báo hiếu, thì tuổi đời từ 13 cho đến 16 tuổi. Sau khi tu báo hiếu xong thì cái duyên với Phật pháp thì các vị sư này có thể tu lên như là rất là đẹp, một hình ảnh rất là đẹp. Và thậm chí hình ảnh các vị sư đi khắc thực như thế này thì rất là nhiều du khách muốn đến đây một lần để mà cùng hòa mình vào các Phật tử ngay tại Lào để mà cúng dường dâng cơm lên cho các vị sư cũng như là các vật phẩm. Nhưng ở Việt Nam, chia sẻ với mọi người á, ở Việt Nam thì đa số là ăn gạo, nhưng ở Lào thì đa số là họ sẽ ăn xôi nếp. Đó, đây là những cái hố xôi nếp để cúng cho các vị sư nè. Và sau khi nhận về á, thì các vị sư sẽ đem về chùa, và sau đó thì sẽ dùng cơm trước 12 giờ. Đây là các Phật tử ở Lào, khi mà hết những cái phần xôi á thì sẽ đưa cho các vị này sẽ cúng, tiếp tục cúng bên giường cho các sư. Không khai có nhiều.
Cô bác quý anh chị có thể chia sẻ để cho người thân cũng như là người mọi người có thể được biết thêm. Thông tin là các Phật tử thì sẽ cúng gì thì các vị sư sẽ dùng đó, không phân biệt thực phẩm đó là chay hay là mặn. Và lúc nãy thì Bùi Hồ đến đây có gặp được một cái anh này, anh là người Đức. Anh cũng đã ngồi chờ đợi từ sáng sớm. Và như vậy là lễ khắc thực tại thành phố Luân Pha Băng, tỉnh Luân Pha Băng đã kết thúc. Và hiện nay thì cũng là khoảng gần 7 giờ sáng và các vị sư phải quay về chùa. Và trưa nay 11 giờ các vị sư sẽ dùng cơm trưa tại chùa một buổi duy nhất trong một ngày. Đó là trước giờ ngọ. Và một hình ảnh khá là hay ngay tại Lào, bà Bùi Hồ và cùng các anh em muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị để có thể biết được về một cái nét văn hóa, một cái phong tục rất hay của Phật giáo và là một cái nét văn hóa cực kỳ hay ngay tại tỉnh Luân Pha Băng của nước Lào nói riêng và cũng như là Phật giáo Nam Tông nói chung. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Rất mong cô bác, đây là một cái đoạn clip gì đó rất là hay ho để cho cô bác quý anh chị có thể biết thêm về đất nước Lào, hiểu thêm về cuộc sống, văn hóa, tín ngưỡng của người Lào. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ạ.